Rồi, vô ăn ice cream. Đó ăn gì nè? Đường thôi. Đường đúng không? Đừng có len nữa. Nè, đứng đây rồi Anthony ngồi đây nè, nhà con để cho Anthony ngồi nè. Rồi đó. Rồi Anthony ngồi đó con. Vô vậy anh hai mới ngồi rồi. Cái dính lông sơn á. Bị quá à, ngồi cái ghế mà cũng nói cái này dơ quá. Rồi một đứa một cái muỗng ăn đây. Ăn đi con. Ăn đi nè. Rồi đi mà không ăn rồi. Không biết ăn kem hả? Biết ăn kem hả? Thôi, biết ăn gì? Biết ăn kẹo. Hồi nãy hỏi cái gì ông cũng nói hết hết à mẹ. Thôi ăn ở đây đi, ăn kem lạnh đi đỡ ra mư. À. Bữa uống chưa? Nó không anh biết ăn ta. Ủa kem mà ông lẽ không biết ăn hả? Ăn tôi đi. Ăn tôi đi biết ăn cái kem hả? Yummy. Yummy nè. Giỏi, bị đặt không à? Nó làm nũng nó chứ bị đặt không à? Đặt. Ăn đi, bị đặt không à? Bị đặt. Lặt nè, lặt nè. Úi trời ơi, lặt. Úi trời ơi. Cái gì vậy? Lặt. Sao vậy? Lặn lặn. Anh lặn á. Cái gì vậy? Lặn rồi đó. Anh đi lặn hả? Mo anh mo đi. Lặn hả? Quanh mo. Giúp cho anh nó đi quanh mo. Đây. Quanh mo cho anh thôi nè, miếng tan thôi nè. Nó bắt đầu nó màu
chơi gì? Ngồi lại đàng hoàng chứ chơi cái ghế vô rồi té giờ chứ. No mommy, that's where you find the key. Thôi no more rồi, đóng cửa rồi. Đóng rồi. Đi bữa thì ba vô chơi chút xíu nó kêu hắn la đóng cửa lên là về. Ê, thấy cái đầu ạ. Anh có niên anh nữa đang trong muỗng nữa nè. Anh đi qua rồi. Qua tờ ăn ngủ đây. Về nhà uống, về nhà uống dành tới nhà rồi. Giờ về nhà uống. Nè, ôm nè, hỏi rồi không có. Nè, lưu ý nè con. Nè, trang miếng nữa nè. Rồi, muốn gì nữa? Rồi, giỏi. Nè, Liam nè, là lưu ý nè con. Vô. Rồi, ngon quá. Nè, Liam nè. Con chơi. Hả? Con chơi. Đi, mày mua cho lên nước chỗ. Chơi.